Hello, xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong video tiếp theo này nha. Thì hôm nay Tâm sẽ quay cho mọi người xem một cái bộ mic không dây ha. Đây là dòng Misua mọi người. Thì cái dòng Misua này như mọi người thấy là đối với cái dòng mic này nó khá là cổ mọi người ha. Nhưng mà nó nhìn nó rất là chắc chắn và nhìn nó rất là chất mọi người. Thì hôm nay thông qua video này Tâm sẽ giới thiệu sơ lược về cái con Misua này nha. Thì mọi người nhìn ở phía trong cái mạch của nó thì Tâm mở ra rồi nè ha. Thì hôm nay là Tâm chủ yếu là quay cái video này để giới thiệu sơ lược cho mọi người là cái Misua này nó bao gồm những gì ha. Thì cái mạch này Tâm đã gỡ ra rồi, mọi người nhìn nó khá là lớn nha, dạng những cái bo mạch cổ mà trước đây thì cái bo mạch nó không có gọn đâu mọi người, nó rất là lớn, nhìn nó có gồm gà ha, và nhìn khá chất ha. Thì đây là phía sau nút công tắc của nó nè mọi người. Đó, công tắc đó. Thì Tâm bật mở nguồn lên là mọi người nhìn cái mặt đèn hiển thị nó đã sáng lên ha. Và đây là cái volume ha, volume chỉnh lớn nhỏ của mỗi kênh. Thì mỗi kênh nó có một cái volume riêng mọi người ha. Đây là mặt đèn hiển thị của nó nè. Đó, nhìn nó khá ấn tượng mọi người. Nhìn nó khá ấn tượng mà khá chất ha. Thì đây là Misua Beta 89 mọi người. Thì dòng mi này thì theo Tâm thấy thì nó cũng là khá cổ rồi mọi người ha, khá cổ rồi ha. Thì đây là cái model đó nè, Sure Beta 89 ha. Thì cái dòng mi này thì nó có những cái độ cắm anten nó nằm phía trước mọi người. Thì đa phần những cái mi Sure sau này và đa phần những cái mi không dây luôn thì thường là mọi người nhìn thấy là những cái ổ cắm anten đó thì người ta thiết kế ở phía sau, nhưng mà đối với anh này thì anh thiết kế hai cái dắt cắm mi ở phía trước mọi người. Đây là hai anten đây, đây hai anten đó nè. Thì nó thiết kế ở phía trước nè mọi người. Đó, chúng ta gắn vào đây ha. Thì nó có cái khe đó thì chúng ta gắn vào và chúng ta cứ xoay theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ nó vào cái ngàm là ok, nó dính lại ha mọi người ha. Thì thông thường á chúng ta bình thường là mọi người khi mở nguồn lên như thế này á thì chúng ta có thể sử dụng được rồi, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng để bảo đảm thì nên gắn anten cho nó sống tốt ha mọi người ha. Thì sau đây Tâm sẽ dùng cái chai vệ sinh ARV7 mọi người ha. Thì Tâm sẽ vệ sinh, Tâm sẽ xịt vào những cái ổ dắt này nè ha, những ổ dắt này để Tâm vệ sinh, tại vì cũng do quá trình mình sử dụng lâu rồi, bây giờ mình kiểu như vệ sinh định kỳ á mọi người ha. Thì Tâm sẽ dùng ARV7 để Tâm vệ sinh ha. Thì Tâm sẽ vệ sinh và những cái ổ dắt này là những cái ổ dắt để mình kết nối tiếng ra ngoài á mọi người ha. Thì ở đây nó có ba cái ổ dắt 6 ly cái đó mọi người. Thì ổ dắt này đó là để chúng ta kết nối lấy cái tín hiệu của cái bộ micro này để chúng ta gắn vào cái amply để chúng ta sử dụng ha. Thì bên cạnh những cái dắt mà 6 ly đó mọi người, người ta thiết kế cho mình những cái ổ canon luôn ha. Thì bây giờ Tâm sẽ dùng rửa bảy Tâm xịt vào những cái biến trở đó mọi người. Này biến trở volume ha, thì mọi bên nó có một cái biến trở riêng mọi người. Thì Tâm sẽ xịt ARV7 vô ha, tương tự cho mỗi kênh. Thì mỗi kênh nó có một cái biến trở thì chúng ta xịt vô. Thì như mọi người có sử dụng cái bộ mi không dây thì nói chung nó rất phổ biến với gia đình chúng ta ha mọi người. Thì khi mà mọi người xài một thời gian, nhất là vào những mùa mưa ha mọi người, thì nó không khí độ ẩm nó rất là cao ha, thì nó sẽ đóng bụi, nó bám bụi vào trong này. Thì mọi người nếu có thời gian thì chúng ta nên mở ra ha. Nếu mà mọi người có sẵn R7 nhà thì mọi người có thể tự làm ở nhà, là làm theo cách hướng dẫn như mọi người đây. Cách này Tâm chia sẻ cho mọi người rất đơn giản, là mọi người có thể mở nó ra như thế này và chúng ta sẽ vệ sinh những cái volume này bằng cách là chúng ta dùng ARV7 ha. Chúng ta xịt vào đó để chúng ta rửa những cái bụi là những cái sét trong cái biến trở đó. Thì nếu mà cái biến trở chúng ta nó bị bụi với mọi người thì mọi người có thể dùng rửa bảy mọi người xịt vô đó và chúng ta vệ sinh nó là có thể sử dụng bình thường ha. Thì khi mà chúng ta vệ sinh xong thì chúng ta vẫn xài tốt như thường thôi mọi người ha. Thì trường hợp mà nó bị hư bị đứt luôn thì chúng ta mới thay cái biến trở khác ha mọi người.
Thì cái cách thay biến chở này thì Tâm cũng có những cái video mà Tâm đã chia sẻ đến mọi người rồi, thì mọi người có thời gian là mọi người có thể quay lại xem những video đó ha. Thì cái cách thay biến chở này cũng rất đơn giản đó mọi người, thì chúng ta cứ mua biến chở mới ha, cùng cái chỉ số trên biến chở, nó có chỉ số đó, thì chúng ta mua đúng biến chở đó rồi chúng ta về chúng ta hàng vô là xong ha mọi người ha. Thì đây là cái bo mạch của nó, mọi người nhìn nó rất là chắc chắn luôn mọi người ha. Đây là cái bo bên đây, mỗi bo bên đây nó có một cái bo nhỏ như thế này, mà cái bo nhỏ bo Tâm đang chỉ này là cái bo bo sạc đó mọi người. Bo sạc bên trái này nó cũng có một cái bo sạc nữa mọi người. Bo sạc là bo sạc gì? Bo sạc này để cho chúng ta sạc vào cái nguồn pin của cái bo mic đó mọi người. Đấy đó, cái dòng mi này nó cho chúng ta hỗ trợ chúng ta ổ hai hai bên hai cái ổ sạc pin luôn, hai bên hai ổ sạc pin. Thì dưới cái chân mi nó có cái tiếp xúc pin đó mọi người, thì chúng ta sẽ sạc vô đây. Chút tí xíu nữa Tâm sẽ đưa cái chân mi cho mọi người xem cái tiếp xúc pin ở dưới ha. Thì đây là cái tần số nè, hai cái nhãn này là để ghi cái tần số của mỗi kênh nè mọi người. Thì đối với những cái mi nào, bộ mi nào cũng vậy, nó sẽ có cái tần số riêng biệt của nó. Chẳng hạn như mọi người trên đây là tần số của nó này, ghi trên đây nè ha, hai cái chỗ này nó ghi hai cái tần số khác nhau rất rõ ràng cho chúng ta. Thì cái đó là thể hiện mỗi cái mi nó sẽ có một tần số như vậy mọi người. Và tiếp theo đây là cái áp to cấp nguồn của nó mọi người ha, nó có chữ chữ số cho nên luôn nè. Đây là áp to zin của nó, đúng zin nó luôn nè mọi người. Thì mọi người thấy đây là áp vào và áp ra của nó đây ha, đó áp vào và áp ra của nó này, anh thầy trên đây rất là rõ ràng. Rồi nó ghi áp AC DC như thế nào thì nó rất rõ ràng trên đây, và cái cực âm dương như thế nào đó thì trên cái nhãn này nó thể rất rõ ràng nha mọi người. Thì chúng ta có thể nhìn vào đây và chúng ta nhìn vô đây là nó thông số nó rất đầy đủ chỗ này luôn ha mọi người ha. Đây là cục áp to của nó. Thì tiếp theo đây là những cái jack ở phía sau nè mọi người. Ổ này là ổ jack nguồn của nó ha. Thì khi mà mọi người sử dụng thì chúng ta sẽ ghim đầu dây này nè. Chúng ta ghim vào cái ổ jack này ha. Chúng ta ghim vào đây. Là chúng ta cắm nguồn cho nó mọi người. Chúng ta ghim jack vào đây. Thì Tâm sẽ giới thiệu sơ lược một số cái ổ jack này mọi người ha. Ổ jack của nó thì bao gồm đây là ổ jack 6 ly ha, và cái bên là một cái ổ jack Canon. Thì cái ổ jack này là cái ổ đường ra của cái kênh thứ hai mọi người nhìn để channel hai ha. Và đây là cái ổ jack channel 1 và 2, tức là cái ổ này nó ra cả hai kênh ha. Kênh trái và kênh phải, nghĩa là kênh số 1 và kênh số 2 nó sẽ ra cùng ổ jack này, nghĩa là nó sẽ qua IC trộn. Còn đây là ổ jack đường ra của channel 1 là kênh thứ nhất các mọi người. Thì đây nó cũng họ hiển thị trên đây nó có cái gì cho rõ ràng cho chúng ta luôn. Phía bên đây là Canon ha. Tiếp theo đây là on off, đây là ổ dắt công tắc nguồn nha mọi người, đó công tắc nguồn. Và phía trước này là mặt hiển thị của nó mọi người. Thì trước mặt hiển thị của nó sẽ đánh đính lên một cái volume cho nó luôn ha. Thì phía trước đó là mặt hiển thị đồng hồ như đầu video cho mọi người đã thấy, như Tâm quay chia sẻ cho mọi người lúc đầu á. Thì đây là chỗ dây anten ga diêm diêm dây anten mọi người. Thì cái dây đen này nó ăn xuống mạch nè ha, mỗi bên nó có một cái ổ dắt anten như thế đó mọi người ha. Thì khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ ghim cái anten vô ha, cho cái hiệu quả sóng ổn định hơn, tốt hơn. Và tiếp theo đây là phần nguồn của nó mọi người ha. Như mọi người đang thấy đây, trước hình là một cái nguồn của nó bao gồm thứ nhất là mọi người nhìn bốn con gió nhỏ nhỏ dưới đó ha, bốn con 4007 và một bốn cái tụ kẹp 223 đây nè mọi người. Thì khi mà nguồn vào đây từ cái jack này, nó sẽ qua cái bộ này ha, nó sẽ nắng qua cái bốn con vớt này ha, và nó sẽ lọc vào cái tụ này đấy, tụ 2235V. Thì cái tụ này nhiệm vụ của nó là nó sẽ lọc điện sau cầu nắng, và khi nó lọc điện qua cầu nắng xong á, cái tụ này nè nó sẽ qua một cái con này, cái con có miếng nhôm giải nhiệt nè mọi người, con IC đó là con IC7809 ha. Thì con IC 9V đó đó nó sẽ ổn áp ra 9V, sẽ nó cấp cho toàn mạch ha, nó cấp cho toàn mạch. Thì cái con điện áp đầu vào của chúng ta là mười mấy volt nè mọi người, nó qua con đó thì nó sẽ ổn áp xuống còn 9V ha. Thì đây là cái cây mi của nó nè mọi người ha, đây là cây mi kèm theo của nó. Thì một bộ mi này á mọi người, thì nó gồm hai cây mi ha, hai cây mi như nhau nhưng mà nó sẽ có hai màu khác nhau để chúng ta phân biệt.
Thì nói chung theo cái đánh giá của Tâm thì Tâm thấy cái bộ mi này nó tuy là nó cổ, hơi cổ chút xíu nhưng mà nó rất là chất các mọi người. Thì để Tâm mở cái đuôi này ra cho mọi người xem cái chân biên của nó như thế nào ha. Để mọi người nhìn đây, đây là cái chỗ để chúng ta gắn pin vào mọi người. Đây thì đối với cái bộ mi này nó xài pin 9V nè mọi người ha, pin này pin 9V chứ không phải là hai cục 4,5 như những cái dòng mi khác. Thì đây là cục pin 9V, pin 9V. Dòng mi này nó xài pin vuông, pin 9V nè mọi người. Đây là cục pin. Thì khi mà chúng ta gắn vào thì chúng ta chú ý bên cộng bên trừ nó có phân biệt rõ ràng nha mọi người ha. Thì chúng ta cứ gắn vào đó và chúng ta sử dụng thôi. Những dòng mi mọi người nhìn thấy những cái dòng mi mà xài pin 9V là mọi người biết những cái dòng mi nó khá cổ rồi. Trước đây thì người ta thiết kế những dòng mi xài pin 9V, chứ sau này thì người ta thiết kế xài pin 2,5 V là chỉ có 3V thôi mọi người ha. Thì chỗ đó là chỗ cháu sạc đó ha, chỗ cháu sạc. Thì đối với cái bộ mi này người ta thiết kế cho mình hai bên sạc, hai bên như chiếc chỗ tâm chỉ nè mọi người. Thì đối với khi mà chúng ta xài pin, chúng ta muốn sạc á, cái dưới này nó có cái đế, dưới đế nó có cái hai chỗ tiếp xúc nè mọi người ha. Thì khi mà để sạc pin á, thì đòi hỏi pin 9V á, chúng ta muốn sạc á thì chúng ta mua loại pin 9V mà dạng có thể sạc được ha mọi người ha. Thì chúng ta ra cửa hàng chúng ta mua pin 9V mà có thể sạc được thì chúng ta về chúng ta gắn vào trong đây, chúng ta xài xong rồi chúng ta cắm cái chân bên này nè. Thì chúng ta cắm vào đây chúng ta sạc ha mọi người. Thì bình thường á, thì mình cũng có thể gắn loại pin 9V thường như đây chúng ta sạc thì không được ha. Thì nếu mà chúng ta không xài pin sạc thì chúng ta xài pin thay thế, thì hết pin chúng ta gắn pin khác vào thôi. Thì sau đây Tâm sẽ test cái tiếng cho mọi người nghe thử nha. Hey, năm sau một 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 hey, năm sau Thì như mọi người đã thấy đó, đối với cái mặt đèn hiển thị này nè, khi chúng ta test sóng mà chúng ta alo alo thì các mọi người thấy những cái vạch hiển thị ở trên này nó hiển thị cho chúng ta biết là cái cường độ sóng, cường độ âm thanh nó như thế nào mọi người ha. Nó rất là rõ ràng luôn. Thì Tâm cũng cảm ơn mọi người và xin kết thúc cái video ở đây luôn mọi người ha. Thì đây là những chia sẻ của Tâm về cái bộ mi này, bộ mi Shure Beta 89 nha mọi người ha. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu của mình ngồi theo dõi Tâm Tử nha. Xin cảm ơn và trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo của Tâm Tử nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.